Lan Trần Nguyễn Lâm xin chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay Nguyễn lại qua cái vườn lớn của Nguyễn và nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay cho mọi người xem cây nở hoa đó là năm cánh trắng Hà Tĩnh á. Đây là một dòng cây thân thủ rất là to khỏe ha, phát triển mạnh mẽ lắm. Cây này á, nó sống rất là khỏe nha mọi người, bộ rễ khỏe và cây đi ngọn khỏe, rất khỏe. Nói chung là cây này chăm rất là dễ và hoa của nó đây, hoa nở tự nhiên đây mọi người nè. Cây này nó cũng dễ hoa nha, không có khó hoa đâu. Hoa to và thơm. Cây Hà Tĩnh đây mọi người nè, hoa to không nè. Năm cánh trắng tinh. À, với đôi mắt của nó là màu hồng nhung nhung vậy đó. Với chiếc mũi cũng màu hồng nhạt nha. Ha. Họng sạch, thùy sạch. Thùy là cái này nè. Họng là cái bên trong này nè. Đó, nó sạch tưng như vậy ha. Đó là đặc điểm cây năm cánh trắng Hà Tĩnh. Cây này bữa nay nó nở được 7 cái hoa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái bông hoa. Hoa của nó khá là to, cho nên để mà nó bay cũng hơi khó, to mà cánh nó dày nữa. Nên là cái bông nở như thế này. Đó là đặc điểm của cái bông Hà Tĩnh. Thì trong vườn thỉnh thoảng có những cái cây nở hoa, mình lại quay cho mọi người xem. Ở đây là hoa nở tự nhiên nha mọi người nha. Tại vì ở trong vườn của chúng ta nó không có mùa, cho nên là cây nó không định hình được cái mùa, cho nên là nó thích thì nó ra hoa thôi. Hoa nở tự nhiên đây mọi người nè. Ở trong miền Nam tới bây giờ mọi người thấy vẫn có hoa tự nhiên để ngắm ha. Năm cánh trắng Hà Tĩnh. Và bên vườn Nguyễn bên kia thì cũng còn cây Hải Dương cũng sắp nở nữa. Nói chung là thỉnh thoảng lai rai cũng có cây này cây kia nó nở hoa cho mọi người xem. Còn về cái giống cây này các anh chị nào muốn mua đó thì nó rất rẻ nha mọi người nha. Đây một cây tiêu chuẩn tầm này nó khoảng tầm trên 40 cm. Như này. Một cái kỳ. Thì tầm này giá khoảng tầm có 150.000 thôi. Chúng ta lấy giống cây như này ha. Anh chị nào mua hai chậu thì Nguyễn bán một cặp 300.000 em bao ship nha. Còn mua một chậu như thế này thì 150 thì chưa có bao ship, tụi em sẽ bao ship cho những đơn hàng mà 250.000 trở lên. Các anh chị và các cô chú anh chị và các bạn chúng ta mua hàng thì vui lòng gọi qua số 0961 851 766 ha. Và số điện thoại bên em làm việc thường xuyên. Thì về cây trong vườn như vậy, có những cây nào nở hoa mình quay cho mọi người xem ha. Anh chị nào muốn sưu tầm giống thì cứ gọi qua số điện thoại đó, điện thoại trên tiêu đề ha. Rồi em xin chào tạm biệt và lại hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video hoa nở tiếp theo nha.